Xin chào tất cả các vị đà điểu, anh em cô bác. Con tên là Minh Đăng, sở thích của con là chơi bóng đá. Mình chơi, có con có thích ăn vàng không? Không. Đúng, mình phải chơi công bằng, mình không được nhắc bạn nha. Dạ. Yeah. Công bằng. 1, 2, 3. Yeah. Con là con trai, con nhường cho bạn gái được không? Được, 100% đồng ý. Bây giờ nè con nói với bạn Khang đi, con sẽ chơi trước với bạn bên kia nha. Thôi Minh Khang, con trai mà phải nhường cho con gái chứ. Đúng không? Cảm ơn con trai bắt tay cái, giỏi à. Chiến thắng. Yeah, cái với bạn cái. Yeah. Mình yeah với bạn nữa. Con thích cái nhỏ hả? Dạ. Con thích cái lớn hay cái nhỏ? Dạ cái lớn. Thôi chậm nhỏ đi mà, Minh Khang. Đó là quyền của bạn đó. Giỏi, thông minh. Men hưởng thành. Men giỏi. Thương. Chưa cần mời hai bạn lên giao lưu rồi. Bạn Minh Đăng là chủ động qua giao lưu nha. Gentleman à. Dữ à. Chú Trấn Thành ơi, cho con lên kia, con làm nhanh như người lớn nha. Minh Đăng có hy vọng và có tự tin là mình sẽ chiến thắng. Con rất tự tin về chuyện đó. Con tự tin hết sức mình để thi đấu. Bây giờ ba mẹ nó đâu? Giao nó cho tôi nuôi nó được không? Cưng quá cưng. Ôi thương quá thương. Ok. Con có sợ không? Dạ không. Chơi. Xém chút xíu dập lỗ mũi rồi nha. Xém chút xíu cái lỗ mũi ăn trầu rồi nha. Nhưng mà có sợ không? Dạ không. Trời đất ơi, nói gì nữa, đàn ông là sợ. Ai là thần tượng trong đời của con? Dạ bố. Rất ít người nào nói thần tượng bố mình. Khi con chiến thắng thì chiến thắng này sẽ làm cho bố con rất là vui và hãnh diện về con. Dù là thua bố con cũng rất vui. Tinh thần mạnh mẽ. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều. Mai đây con chờ cha cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ. Theo ba chăm sóc con nghe.